Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Toka VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe gầm cao của bên nhà Honda, chiếc xe Honda HR-V, chiếc xe mà trong những ngày vừa qua, trong thời gian vừa qua đang đón nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ bên phía khách hàng. Đặc biệt là những anh chị nào, những khách hàng nào mà chúng ta thích những cái dòng xe gầm cao, không gian rộng rãi, thoải mái, cảm giác lái cực ok, thì Honda HR-V là một chiếc xe chắc chắn các bạn phải quan tâm trong cái thời điểm này. Đây là một dòng xe hiện tại đang được phân phối với hai phiên bản, đó là phiên bản L và phiên bản G, và cả hai phiên bản đang có những cái chương trình khuyến mại cực nhiều các bạn ạ, cực nhiều đến từ cái dòng xe này. Với HR-V thì hiện tại đang nằm cùng phân khúc cạnh tranh với những cái tên ví dụ như là chiếc xe Hyundai Kona. Kona thì hiện tại cũng đã bỏ tại thị trường Việt Nam rồi, mà sắp tới bên phía Hyundai sẽ đưa về một cái dòng xe mới thay thế cái dòng xe Hyundai Kona, đó chính là chiếc xe Hyundai Creta. Creta thì đâu đó khoảng tầm cuối tháng 3 này sẽ về tại thị trường Việt Nam, cũng là một chiếc xe để các bạn có thể là tham khảo trong thời gian tới. Ngoài ra nữa, những cái dòng xe ví dụ như là Kia Seltos nữa là một dòng xe cũng đang rất là hot trên thị trường. Ở cái phân khúc này, nếu như thời điểm này các bạn lựa chọn về Honda HR-V là một dòng xe nhập khẩu Thái Lan các bạn nhé. Đây là một dòng xe nhập khẩu Thái Lan, cảm giác lái của HR-V cực kỳ là ok, không gian rộng rãi thoải mái, đi cực kỳ là chắc xe luôn. Với HR-V chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn, thì mình sẽ cập nhật luôn cái mức giá cũng như là khuyến mại tại thời điểm này để anh chị chúng ta có thể nắm được cân đối cái mức tài chính, xem là có lựa chọn Honda HR-V hay không, hay là các bạn lại lựa chọn một cái dòng xe khác. Đầu tiên mình cập nhật đó là Honda HR-V phiên bản L. Đây là phiên bản cao nhất về cái dòng xe HR-V này, với mức giá là 866 triệu, là mức giá niêm yết của HR-V, 866 triệu các bạn nhé. Tuy nhiên tại cái thời điểm mình cập nhật video này, dịp cuối tháng 3 này, đại lý sẽ khuyến mại giảm trực tiếp cho các bạn 175 triệu tiền mặt, 175 triệu quý chị các bạn nhé. Đâu đó thời điểm trước mình nhớ khuyến mại khoảng tầm 165, 170, thời điểm cuối tháng này tiếp tục chạy chỉ tiêu doanh số, giảm 175 triệu với Honda HR-V phiên bản L. Như vậy thì sau khi trừ đi chương trình khuyến mại, giá xe chỉ còn là 691 triệu với HR-V bản L. Đây là phiên bản đầy đủ option nhất về cái dòng HR-V này. Với mức giá như vậy thì mình có tính năm bánh ở tỉnh sẽ là 781 triệu, Hà Nội là 818 triệu, Thành phố Hồ Chí Minh là 801 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Ở tỉnh là 781, Hà Nội là 818, Thành phố Hồ Chí Minh là 801 với HR-V phiên bản L. Cái mức giá này so với thời điểm trước giảm cực sâu, so với mức giá niêm yết của xe thì thực ra là không liên quan gì nhau cả các bạn ạ. Giá xe là 866 trong khi lăn bánh ở tỉnh có 781 đúng không ạ? Giảm có phải đến hơn 200% lệ phí trước bạ luôn, chứ không nói là giảm nữa. Mà đây là một dòng xe nhập khẩu Thái Lan nên các bạn cực kỳ yên tâm về chất lượng các bạn nhé. Với phương án mà muốn mua trả góp HR-V phiên bản L này thì ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu 228 triệu, Hà Nội là 265 triệu, Thành phố Hồ Chí Minh là 248 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 228, Hà Nội là 265, Thành phố Hồ Chí Minh là 248. Đã đầy đủ đăng ký đăng kiểm và bảo hiểm thân vỏ rồi với HR-V phiên bản L này. Ngoài cái chương trình khuyến mại về tiền mặt như vậy, nếu các bạn lấy xe trong dịp cuối tháng 3 này, các bạn hãy cứ liên hệ trực tiếp với cái số hotline ngay bên dưới góc trái màn hình này. Đại lý sẽ còn linh động thêm về những cái chương trình về quà tặng, phụ kiện, đầy đủ option để các bạn lăn bánh xuống đường các bạn nhé. Các bạn hãy yên tâm, sẽ còn linh động nữa về quà tặng phụ kiện nữa cho anh chị. Đấy. Sang phiên bản thứ hai là phiên bản G của HR-V. Bản này thì hiện tại với mức giá là 786 triệu, nhưng mà bản này thì hiện tại số lượng xe cực kỳ ít các bạn nhé, cực kỳ ít, nhưng mình vẫn sẽ cập nhật để chị khách hàng chúng ta có thể nắm được, biết đâu các đại lý vẫn sẽ còn một vài màu hoặc là nó phù hợp với chúng ta là sao ạ. Với mức giá là 786 triệu thì phiên bản này hiện tại sau khi trừ đi chương trình khuyến mại, lăn bánh ở tỉnh bản G là 720 triệu, Hà Nội là 755 triệu, Thành phố Hồ Chí Minh là 740 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 720, Hà Nội là 755, Thành phố Hồ Chí Minh là 740. Phương án trả góp bản này thì ở tỉnh cần chuẩn bị tối thiểu 210 triệu,
Hà Nội là 246 triệu, Thành phố Hồ Chí Minh là 230 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 210, Hà Nội là 246, Thành phố Hồ Chí Minh là 230 với cái phiên bản G theo phương án trả góp đã đầy đủ đăng ký đăng kiểm và bảo hiểm thân vỏ. Thực ra hai phiên bản này với chương trình khuyến mại như này thì mình nghĩ là các bạn nên lấy bản L. Vì thứ nhất là bản L hiện tại số lượng xe còn. Đấy, thế còn bản G thì gần như là còn rất ít, vì đại lý cũng gần như bên nhà máy cũng trả các đại lý gần như là không có trong một thời gian tới, chẳng qua là thời điểm trước trả mà đại lý còn hay không thôi. Các đại lý còn thì vẫn phân phối bình thường, còn không còn thì phải chịu chuyển sang bản L. Trên đó là cái phần cập nhật giá của Honda HR-V đang giảm giá cực sâu, kể cả về phần tiền mặt, kể cả về phần phụ kiện sẽ còn linh động trong dịp cuối tháng 3 này nữa các bạn nhé. Sẽ còn linh động được nữa, đấy là cái điểm mà mình muốn nhấn mạnh. Vậy thì những anh chị nào khách hàng nào quan tâm thì các bạn hãy cứ liên hệ trực tiếp số line ngay bên dưới góc trái màn hình này để có thể nhận báo giá chương trình khuyến mại tốt nhất. Cuối cùng thì xin chào và hẹn lại quý vị các bạn trong những video lần sau của Top Car VN. Xin chào.